shop Hard Rock để lấy đồ. 11 giờ mở cửa. Tiệm cà phê Hard Rock Nguyễn Chìa. Tiệm trà sữa Liên Hồ cũng có trong đây. My first Hard Rock T-shirt. It's no more my first. Already. That's sale, baby. That's lancer. Lancer is good. Cafe, please. Hi, keep. Put back Where's the man? Huh? Where's the man? The people last time. Is that for me? I don't have a baby there. Can I try it? Small, too small. Này có baby there. Đấy. Ôi xem nè, con có rồi nè, thấy không? Này con có rồi. Ừ. Cái đó bồi, của bồi. Lại. Trời ơi, nó còn rành hơn mẹ đó, mà nó đeo lại đây khiến thì nó thử. This side is the S. Is it my one is the S? Wait, để mẹ mình coi coi. Ừ, này là S. Này là S. Oh, so my one is S. Daddy, my one is S side. Chồng mình đang lấy đồ. My side. This side. Is that so? S side. S
size. 应该是可以了哦。 Yeah, yeah, yeah. This is the size. Also, this is my size. You want this? Is it nice for you? Yeah, this is for my size. Are you sure? Yes, this is S size. Come, turn around. Yeah. I'm gonna two people. This is Islam. Yeah. You can check. So, oh, this is S-size. This is my size. We're not a lady. This is too big for you. I saw. Is this for my size? Oh, I'm gonna the woman. Okay, kiss Sabina. Did I get this one? My size, S size. No, cái đó của baby size, baby size. Không phải là girl size. Yeah. Cửa hàng cắt tóc nè. Áo. Còn bên kia là cắt tóc cafe. Cafe ăn uống. Only have a little bit. One blue. Có quần blue mỹ mỹ. Đã đi bay rồi. Con nhỏ này nó chọn đồ mà. Trèo lên đi con. Hẹn con cầm con gấu mới mày chụp hình cho con. Cầm nó. Thằng con này à. Treo lên đi, đừng có hái một lát à. Anh sẽ bắt con ở đây luôn. Để lên đừng có. Đi. Đi go. All this is to take a photo and show the uncle who reserved for us. Look at that, Daddy. Like that. All right. What? Show the uncle. Hey. First, I have no money. That head is dry. Wait, I don't want to show. That is rock. Ok, hello. Bây giờ mình lấy đồ lại giờ mình đi ra. Để baby lại đây, take photo nè. Singapore. Cool? Is it cool? Đang ở trong sảnh của khách sạn Hard Rock ha mọi người.
có cà phê rồi quầy áo khung. Trong đây cũng có quầy bán áo đồ của Hard Rock ở trong đây luôn nè. Ngồi xuống đi con, đừng có nhảy. Còn bên kia là khách sạn, check-in khách sạn. Đi ngồi xuống đi thôi, ngồi xuống. Ôi đừng có nằm lên mới vô ngồi á. Ngồi thôi không có nằm. Bên kia là Hard Rock Shop. Bên đây là cửa ra vào. Có piano để mọi người chơi piano đó. Đi lại đây, đứng đây. Thấy photo không? Đi lại đây, thấy photo không? Thấy photo giờ. Không hả? Kìa là đi chờ, kìa đi vô nhanh lên. Can't have the land. Can't have the land. Look up. Butch. Way tuned to one. Bây giờ mình đi lấy xe. Gửi xe ra ở dưới đây. Xẹp xin. Khu này khu đậu xe của Hard Rock khách sạn Hard Rock hơi ít. Và cái khu đậu xe ở trong Sentosa này là rộng lắm luôn. Đậu mà không cẩn thận là quên, không biết đậu ở đâu luôn. You know cafe? Way to out to city, yeah. Aquarium Hotel, Ocean Restaurant, Way Out to City! Casino. Để đi. 18 tuổi thì có thể vào casino. Tôi không biết. Mấy tuổi? Mấy tuổi? Hả? Oh, your throne. Who asked you? You want to take for free? $6 gone. See? Yep. Oh, $9 oh. 更贵.
đầu tiên.